Hana xin chào các bạn. Hôm nay Hana quay trở lại chia sẻ với quý vị và các bạn bí mật thứ 5 trong ngành kinh doanh theo mạng. Và chúc cho tất cả các bạn có những giây phút tuyệt vời khi nghe kênh podcast và YouTube của Hana nhé. Và chắc chắn rằng điều này vô cùng quan trọng cho những ai đang làm ngành kinh doanh theo mạng và những ai đang mong muốn xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh cho riêng mình, phải không nào? Ở lần chia sẻ trước thì chúng ta được nghe 4 bí mật, và lúc này thì mình xin được nhắc lại để cho chúng ta cùng ghi nhớ nhé. Bí mật thứ nhất, không phải tất cả mọi người đều là ứng viên tiềm năng. Bí mật thứ hai, kinh doanh theo mạng, một ngành kinh doanh thực sự nghiêm túc. Bí mật thứ ba, không phải ai cũng thành công được trong kinh doanh theo mạng. Bí mật thứ tư, kinh doanh theo mạng có thể giúp bạn đạt được ước mơ của mình khi và chỉ khi bạn làm việc và kinh doanh một cách nghiêm túc. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với bí mật thứ 5. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Bí mật thứ 5, hệ thống kinh doanh quan trọng hơn cả sản phẩm của bạn. Tác giả Henry Vũ, giọng đọc Hana Bùi. Hệ thống kinh doanh quan trọng hơn sản phẩm. Các nhà phân phối bình thường hỏi tôi về sản phẩm và chính sách của công ty. Còn những nhà kinh doanh nhiều kinh nghiệm hỏi tôi về hệ thống. Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Cũng giống như những lời nói dối khác được truyền đạt từ các nhà lãnh đạo trong ngành kinh doanh theo mạng, câu này cũng có một vài biến thể như sau. Sản phẩm này sẽ tự bán chính nó. Không có món nào trên thị trường so sánh được với sản phẩm này. Chúng tôi có chính sách trả thưởng tốt nhất. Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi là không thể đánh bại. Công ty chúng tôi có 50 năm kinh nghiệm. Sản phẩm chúng tôi có công nghệ đột phá. Chúng tôi có nhiều giải thưởng uy tín hơn bất cứ công ty nào. Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn thể hiện rằng những tuyến trên trong kinh doanh theo mạng đang tập trung vào những điều không đúng, không quan trọng. Tôi không nói rằng tất cả những yếu tố như sản phẩm, chính sách, lãnh đạo là không quan trọng. Tất cả những yếu tố này đều rất quan trọng. Nhưng vấn đề ở đây là ai cũng thổi phồng về những yếu tố này và họ quên đi những yếu tố mang tính chất quyết định thực sự cho thành công. Để mô tả vấn đề này rõ hơn, hãy thử nhìn những nhà đầu tư bất động sản mà xem. Có một bài học rất quan trọng trong tình huống này mà chúng ta có thể học được từ những nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp. Có 3 điều quan trọng nhất trong việc chọn đầu tư vào một bất động sản, đó là 1. Là vị trí, 2 là vị trí, 3 cũng là vị trí. Nếu bạn nhìn vào một bất động sản từ quan điểm của một nhà đầu tư, bạn sẽ không trầm trồ khi thấy khu vườn có bãi cỏ đẹp, hay quan tâm hàng xóm có bao nhiêu đứa trẻ, hay quan tâm thảm trải phòng đẹp như thế nào. Nếu bạn chú ý đến những điều vừa nói, bạn đang nhìn bằng quan điểm của chủ nhà, không phải của một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu thật sự muốn kinh doanh có lợi nhuận, bạn cần nhìn vào yếu tố quan trọng nhất, cũng như trong ngành bất động sản, 3 yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh nói chung và kinh doanh theo mạng nói riêng, đó chính là 1 là tiếp thị, 2 là tiếp thị, 3 cũng là tiếp thị. Điều này có vẻ thật rõ ràng với bạn, nhưng hãy thử nhìn xem người ta đang đâm đầu vào hết công ty này đến công ty khác, chạy theo hết sản phẩm này đến sản phẩm khác, và kết cục là họ tiêu tốn hết đồng xu cuối cùng của mình. Cuối cùng, người ta không còn tin tưởng vào chính mình nữa, không tin tưởng vào ngành kinh doanh theo mạng và từ bỏ giấc mơ thành công của họ. Hãy nhớ điều này, nó có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp kinh doanh của bạn. Bạn có thể có sản phẩm tốt nhất trên thế giới, nhưng nếu thiếu đi công cụ tiếp thị hiệu quả, chẳng ai biết về sản phẩm của bạn và chẳng ai quan tâm đến sản phẩm khi mà họ còn không biết nó có và tồn tại. Công cụ tiếp thị là gì? Đó chính là toàn bộ hệ thống của công ty. Cách thức tiếp thị và bán hàng hiệu quả, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là chức năng quan trọng nhất trong kinh doanh. Chắc chắn, kinh doanh theo mạng cũng như vậy. Thật dễ dàng để bạn có thể nhận ra ai là người chuyên nghiệp và ai là người nghiệp dư trong kinh doanh theo mạng.
đây là những yếu tố giản đơn mà bạn có thể dễ dàng phân biệt được. Người luôn đề cao sản phẩm của họ. Người luôn có thể giải thích rõ ràng chính sách trả thưởng. Đề cao lãnh đạo, các thủ lĩnh, yếu tố quan trọng và độc đáo của sản phẩm, chính sách của công ty. Người luôn nói về tất cả những gì đặc biệt thuộc về công ty của họ. Một nhà phân phối nghiệp dư thường rất dễ nhận ra. Vậy để làm thế nào nhận ra đâu là một nhà phân phối chuyên nghiệp, một nhà lãnh đạo và thành công lớn trong kinh doanh theo mạng? Dưới đây là những yếu tố giúp bạn nhận ra họ. Họ định vị bản thân như một người lãnh đạo. Họ không ngừng tìm hiểu và mang đến giải pháp cho ứng viên, cho khách hàng. Họ là chuyên gia về tiếp thị và là chuyên gia về thị trường. Họ tập trung vào xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và ứng viên tiềm năng. Họ am hiểu thị trường, họ cung cấp những giá trị và giải pháp hiệu quả cao cho thị trường mục tiêu của họ. Họ cho trước và đặc biệt là họ có một hệ thống tiếp thị hoàn hảo cho phép họ thu hút hàng ngàn người và có nhu cầu kinh doanh vào tổ chức của họ. Họ đề cao hệ thống của họ, đề cao các giá trị và giải pháp mà thị trường thực sự rất cần. Họ chỉ nói về kinh doanh cho ứng viên khi họ thực sự rất quan tâm và muốn tìm hiểu. Họ bán một giải pháp trước khi bán một sản phẩm của công ty MLM. Thật khó để bạn có thể nhận ra những nhà phân phối chuyên nghiệp đang làm công ty nào. Và thật sự đơn giản. Vì thật sự đơn giản, họ chỉ bảo trợ và nói chuyện với những người mà họ thực sự quan tâm nghiêm túc đến ngành kinh doanh của họ mà thôi. Chứ không phải như những nhà phân phối bình thường mà chỉ cần thoáng qua vài câu chúng ta có thể biết họ đang phân phối sản phẩm gì, công ty nào, làm được bao lâu và thậm chí trong túi họ có bao nhiêu tiền. Nào, hãy dừng lại một phút và bạn cùng tôi chúng ta cùng thử xem mình thuộc nhóm nào, chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Nếu bạn trung thực và nhìn nhận thì có đến 97% những người đang làm kinh doanh theo mạng không phải là nhà phân phối chuyên nghiệp. Để tôi nói như thế này. Kinh doanh theo mạng là một ngành kinh doanh nghiêm túc, thành công có thể đến với bất kỳ ai, nhưng thành công lớn thì chỉ thuộc vào những người chuyên nghiệp. Tôi viết tài liệu này không phải là chỉ để dành cho bạn thấy những điều tuyệt vời của kinh doanh theo mạng, mà còn giúp bạn, người đang làm kinh doanh theo mạng. Dù là nhà phân phối mới tham gia, dù là nhà phân phối có kinh nghiệm hay thậm chí bạn còn chưa tham gia ngành kinh doanh này, có một cái nhìn đầy đủ và khách quan nhất về ngành kinh doanh theo mạng. Sau một thời gian dài làm trong kinh doanh theo mạng, với tất cả những kinh nghiệm có được, tôi phải cho bạn biết một sự thật là tôi bắt đầu học lại như một người mới. Tài liệu này được viết ra sau thời gian dài học hỏi và từng bước làm theo những bậc thầy số 1 thế giới trong kinh doanh theo mạng. Để tôi nói với bạn điều này theo nghĩa đen, có thể những điều mà bạn được học ở đây sẽ là những điều mà lãnh đạo hay tuyến trên, những người được gọi là lãnh đạo hay thủ lĩnh trong nhiều công ty kinh doanh theo mạng sẽ vô cùng khó chịu. Đơn giản là vì những bí mật này nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt họ vậy. Tôi biết rõ điều này vì chính tôi đã có cảm giác như vậy khi nghe những điều này từ thầy của tôi. Sản phẩm, chính sách trả thưởng, thời điểm, con người, lãnh đạo là rất quan trọng, nhưng không có yếu tố nào trong đó sản sinh ra doanh số. Bởi vì doanh số chỉ được tạo ra trong tiếp thị, bán hàng và doanh số sẽ quyết định mọi thành công. Chính vì vậy, bạn cần quan tâm đến chiến lược tiếp thị hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Thầy tôi từng kể một câu chuyện về hệ thống như thế này. Trước đây, có một chàng trai rất thông minh và tài giỏi. Chỉ một thời gian ngắn khi tham gia vào công việc, anh ta đã có thể nắm bắt được hầu hết những giá trị, kiến thức của ngành nghề. Do vậy, trong một thời gian ngắn sau đó, anh ta đã tự làm theo cách của mình và ít khi tham gia hoạt động cùng hệ thống. Không còn tham gia ở văn phòng hay các sự kiện về huấn luyện đào tạo. Từ đó, doanh nghiệp của anh ta bắt đầu tan dần. Và điều đó cũng khiến cho chàng trai này ngày càng xa rời công việc. Một hôm, thầy đến thăm nhà anh ta trong một buổi trời trở lạnh. Chàng trai mời thầy vào nhà và hai thầy trò ngồi sưởi ấm bên cạnh một bếp than đang cháy. Suốt buổi tối, thầy không nói bất cứ một câu gì và chàng trai rất băn khoăn, không hiểu được ý định của thầy. Ngồi im lặng như thế trong suốt một thời gian. Bỗng thầy cầm lấy một chiếc cây cời than và gắp một viên than đang cháy rực ra khỏi đống lửa. Viên than đang cháy rực khi vừa đặt xuống đất đã từ từ tắt lửa và bắt đầu nguội dần.
Ít phút sau, viên than tắt hẳn và trở lên nguội lạnh. Thầy lấy viên than đó, đưa lại vào bếp lửa. Ngay sau đó, viên than lại cháy rực lên như chưa từng bị gắp ra. Rồi thầy đứng dậy và chào học trò của mình ra về. Bất ngờ trước hành động của thầy, nhưng chàng trai vẫn chạy với ra ngoài và hỏi thầy. Bất ngờ trước hành động của thầy, nhưng chàng trai vẫn chạy với ra theo ngoài cửa và nói với thầy. Con cảm ơn vì bài học quý giá thầy đã dành cho con tối nay. Sáng hôm sau, chàng trai của chúng ta có mặt cùng với đội ngũ của mình và từ đó chàng trai xây dựng lên một hệ thống mạnh nhất. Từ đó chàng trai không bao giờ rời xa tổ chức của mình trong bất cứ sự kiện nào. Hệ thống kinh doanh quan trọng hơn cả sản phẩm của bạn. Đã có một thời gian dài, hầu như mọi người tham gia kinh doanh theo mạng vì nghĩ rằng đây là một kinh doanh làm thêm. Một số khác thì đơn giản là nói với một người là làm kinh doanh theo mạng chủ yếu là để học hỏi và phát triển bản thân. Đó là lý do khiến họ không kiếm được nhiều tiền trong ngành kinh doanh theo mạng. Làm thêm thì chỉ có thu nhập thêm mà thôi. Tôi đã thấy những nhà lãnh đạo trong kinh doanh theo mạng tại Việt Nam kiếm được hàng triệu đô la mỗi năm. Thế nhưng con số những người này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điều này cũng dễ để hiểu, ngành kinh doanh này cũng chỉ mới có ở Việt Nam trong một thời gian ngắn và chúng ta mới chỉ bắt đầu. Thế nhưng, bạn thân mến của tôi, kinh doanh theo mạng này cũng đã có hơn 20 năm ở Việt Nam. Và đây chính là thời điểm tốt nhất để bạn tăng tốc và đạt được những kết quả cao nhất. Những gì mà bạn học được ở đây vẫn còn rất mới tại Việt Nam chúng ta. Khi mà những nhà phân phối Việt Nam còn ngập tràn trong khó khăn, vật lộn để tồn tại thì chúc mừng bạn. Bạn là một trong những người tiên phong nắm bắt xu thế, kiến thức và những chiến lược hiện đại nhất ngày nay trong thế giới kinh doanh theo mạng. Kinh doanh theo mạng giúp bạn phát triển bản thân toàn diện, nhưng nếu chỉ tham gia kinh doanh theo mạng để tham dự các khóa học, bạn sẽ không bao giờ phát triển toàn diện được. Không có gì để bàn cãi, trong kinh doanh theo mạng là một trong những ngành kinh doanh giúp phát triển con người một cách toàn diện nhất về cả tư duy, thái độ, kiến thức, kỹ năng sống và cả kỹ năng thành công cá nhân. Thế nhưng, nếu tham gia vào ngành kinh doanh theo mạng với chỉ một điều là phát triển bản thân và hoàn toàn không sử dụng công cụ, kiến thức hay kỹ năng gì về tiếp thị và bán hàng thì tôi chắc chắn là đa số nhà phân phối sẽ bỏ cuộc. Bạn chẳng phát triển được nhiều đâu khi mà bạn chỉ tồn tại được mấy tháng trong ngành công nghiệp này. Vì vậy, để phát triển toàn diện một cách dài lâu, hãy học kỹ năng kinh doanh thành công, ít nhất là kỹ năng tiếp thị và bán hàng. Sử dụng hệ thống sẽ giúp cho bạn tìm thấy những khách hàng tốt nhất, đồng thời giúp bạn bị săn đuổi bởi những nhà phân phối chất lượng nhất. Thật khó có thể nói hết tầm quan trọng của triết lý này. Có thể đây sẽ là điều quan trọng nhất mà bạn sẽ học được trong sự nghiệp kinh doanh theo mạng của mình. Bạn có thể kiếm được một gia tài với một sản phẩm bình thường và một kế hoạch tiếp thị xuất sắc. Và bạn có thể thất bại thảm hại với một sản phẩm xuất sắc nhưng với một kế hoạch tiếp thị bình thường. Nếu vẫn chưa tin tôi, hãy hỏi Robert Kiyosaki mà xem. Trong cuốn sách Cha giàu, cha nghèo, tập 2, Robert đã kể rằng nhiều người tiếp cận ông để hỏi về khởi nghiệp và kêu gọi đầu tư. Chỉ cần nghe họ nói, ông đã biết ngay người đó đặt trọng tâm vào sản phẩm hay hệ thống kinh doanh. Chẳng hạn như, sản phẩm này tốt hơn sản phẩm của công ty XYZ nhiều. Không có sản phẩm nào so sánh được với loại của chúng tôi. Sau khi nghe những lời này, ông từ tốn hỏi lại họ, bạn có thể làm được cái hamburger ngon hơn của McDonald's chứ? Cho đến nay, ông luôn nhận được những câu trả lời, phải, đương nhiên tôi có thể. Ông lại hỏi tiếp, nếu như bạn có thể làm bánh ngon hơn McDonald's, vậy lý do gì khiến McDonald's kiếm nhiều tiền hơn bạn? Một số người ngay lập tức nhận ra được sự khác biệt, một số khác không hiểu. Vấn đề ở đây là, theo như Robert giải thích, nhiều người trau dồi khả năng làm ra chiếc hamburger ngon hơn mà quên đi kỹ năng làm sao để có thể bán được chiếc hamburger đó. McDonald's không làm ra chiếc hamburger ngon nhất thế giới, nhưng họ là nhà vô địch về việc bán đi những chiếc hamburger bình thường. Lý do mà tôi nhấn mạnh việc này là vì việc tiếp thị đang bị bỏ ngỏ trong ngành kinh doanh này. Đã đến lúc phải trả lại kinh doanh cho kinh doanh theo mạng. Cần phải đề cao yếu tố tiếp thị
nếu bạn muốn thành công lớn trong ngành công nghiệp kinh doanh theo mạng. Rất nhiều người được đào tạo rằng sản phẩm là rất tuyệt vời và tự nó sẽ bán được và họ sẽ sớm bơi trong đống tiền. Thật là không thể tin được. Thật ra, yếu tố tiếp thị trong ngành kinh doanh theo mạng đã và đang không được chú trọng đúng mức. Vì vậy, bạn cần có một hệ thống kinh doanh thực sự hiệu quả, một hệ thống kinh doanh thông minh. Một hệ thống có thể mang lại cho bạn những khách hàng và những ứng viên tiềm năng. Một hệ thống ngoài việc giúp cho chính bạn, còn có thể giúp cho nhà phân phối trong mạng lưới của bạn. Vì vậy, nếu muốn đạt thành công lớn trong kinh doanh theo mạng, hãy tập trung vào việc làm việc với một hệ thống hiệu quả hơn thay vào việc chỉ tập trung vào một sản phẩm của bạn. Hãy học và làm chủ giải pháp kinh doanh thông minh hơn chứ không phải chỉ là sản phẩm. Hãy nhớ hai điều dưới đây. Là một người nghiệp dư, bạn sẽ chỉ bảo trợ được những người nghiệp dư. Khi bạn là một người chuyên nghiệp, bạn sẽ bảo trợ được những người chuyên nghiệp. Hãy quên đi những cách làm cũ kỹ, chẳng hạn như tranh cãi thắng thua với khách hàng, sản phẩm bên mình tốt hơn, chế độ trả thưởng bên mình nhiều tiền hơn so với đối tác, hoặc một mình đối diện và chiến đấu với người quen hay tổ chức gặp mặt khách hàng ở bất cứ chỗ nào. Các buổi đốt tiền thường xuyên khi gặp gỡ tại các quán cà phê, hay các buổi giới thiệu một một cho bất kỳ người nào mà bạn mời được. Đừng chỉ trở thành các chiến binh chiến đấu đơn độc vì chúng ta đã không còn hiệu quả nữa rồi. Tôi sẽ giải thích trong phần sau. Giờ đây, nếu tài liệu này tiếp tục khiến bạn hứng thú, chúng ta hãy đến với bí mật thứ 6. Vâng, cảm ơn bạn đã lắng nghe và Hana xin hẹn gặp bạn ở video tiếp theo với bí mật số 6. Và đừng quên follow và đăng ký kênh YouTube và podcast của Hana & Jim yêu áo dài nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!